đồng tiền cứng của thế giới này không phải là tiền, mà là sự sáng tạo của bản thân, ai cũng có cơ hội khi trưởng thành, tạo ra thế giới của riêng bạn. Có người sáng tạo ra đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thế giới xuyên toa vũ trụ, cũng có người sáng tạo ra thần Phật thế giới chống đỡ ngàn vạn yêu ma. Hơn nữa trình độ tiến hóa của thế giới càng cao, địa vị xã hội sẽ càng cao. Nhưng tôi chỉ đánh thức một thế giới có đường kính chỉ 500 mét và không thể tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào. Vì vậy, tất cả những người khác xem tôi như rác rưởi nhưng tôi không thèm để ý chút nào ngược lại phi thường vui vẻ bởi vì là một người xuyên không tôi đã phát hiện ra người trên thế giới này không biết về những điều kỳ lạ và những câu chuyện kỳ lạ và tôi thức tỉnh với cái chết trong thế giới năng lượng vừa vặn thích hợp sinh tồn quỷ dị vì vậy tôi nhanh chóng xác định hướng đi của nền văn minh của tôi đó là tạo ra một quy tắc với tất cả các loại cùng với nền văn minh quỷ dị của tà thần cường đại giờ phút này trong căn phòng thuê tôi đang nhìn vào thông điệp của thế giới của riêng tôi thế giới chết chóc kích thước thế giới 1 km, đẳng cấp thế giới, nguồn gốc thế giới 100 điểm, bình thường mà nói, muốn phát triển văn minh. Không gì khác hơn là tạo ra nhiều cuộc sống trước, sau đó để cho bọn họ chậm rãi tiến hóa, nền văn minh thuộc về thế giới của mình. Sau khi có thể tiến hóa đến một mức độ nhất định, có thể tạo ra một số sinh vật riêng lẻ mạnh mẽ. Ví dụ như nhân vật căn cốt kỳ dai trong thế giới tu tiên, thiên tài thông minh tuyệt đỉnh trong thế giới khoa học kỹ thuật. Tất cả đều thống nhất được gọi là đơn vị anh hùng nhưng vì thế giới của tôi quá nhỏ bé vì vậy tôi không thực hiện từng bước mà là trực tiếp lựa chọn sáng tạo một đơn vị anh hùng đó chính là sinh vật quỷ dị nổi tiếng kiếp trước sadako sadako không chỉ có thể sử dụng băng ghi hình và khả năng của thư viện bản thân cũng không thể bị xóa đi sự tồn tại cái chết theo tâm niệm của tôi chuyển động vùng đất tối tăm sẽ sớm xuất hiện một mảnh rừng cây cuối mùa thu nhưng vì năng lượng chết chóc những cây này trong nháy mắt sinh ra liền trực tiếp héo rũ nhưng tôi không quan tâm sau tất cả những gì tôi cần là đứng vững ở đó không lâu sau khi rừng khô héo một cái giếng khô liền ở trong rừng cây khô dần dần hình thành ngay khi giếng khô xuất hiện liền từ trong đó truyền ra một giọng nữ khóc lóc đồng thời còn kèm theo tiếng móng tay cào đá bé nhọn âm thanh càng lúc càng gần miệng giếng đôi tay trắng giữ tợn rất nhanh liền xuất hiện ở miệng giếng ngay sau đó một cái tóc tai bù xù đầu liền từ trong giếng thỏ ra và phát ra tiếng cười hì hì quái dị chỉ thấy sadako vặn vẹo tay chân trèo ra khỏi giếng như một con nhện rất nhanh liền đứng ở giếng khô phía trước. Lúc này xung quanh cô tràn ngập oán niệm cùng cừu hận. Chỉ là nhìn một cái đã làm cho người ta không rét mà run. Nhưng với tư cách là đứng tạo hóa, tôi biết điều đó. Sadako không phải là mối đe dọa đối với tôi. Vừa mới sáng tạo ra Sadako, trong đầu ngươi liền truyền ra một đạo âm nhắc nhở. Chúc mừng bạn đã tạo ra đơn vị anh hùng, Sadako. Chất lượng hiếm, năng lực thứ nhất khả năng miễn dịch vật lý. Sadako với tư cách linh hồn sẽ miễn nhiễm với mọi tổn thương về thể chất. Năng lực thứ hai oán niệm sống lại, Sadako sinh ra dựa vào oán niệm thù hận. Chỉ cần có năng lượng tiêu cực như oán niệm và thù hận, Sadako có thể hồi sinh vô hạn. Năng lực thứ ba thuần di, Sadako có thể dịch chuyển 100 mét về phía trước. Thời gian làm mát 5 giây, năng lực thứ tư niệm lực khống chế, Sadako có thể khống chế niệm lực tiến hành phá hư, hoặc là khống chế tâm trí mục tiêu, năng lực thứ năm điện tử nguyền rủa. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh của Sadako tất cả sẽ bị nguyền rủa, cũng sẽ bị phân thân Sadako đuổi theo, sau khi đọc xong tin nhắn của sadako tôi không khỏi cảm thán không hổ là anh hùng phẩm chất hiếm có thật kinh khủng và sadako có khả năng miễn dịch với những tổn thương vật lý trong thế giới chiến giai đoạn đầu tuyệt đối là một thần kỹ dù sao giai đoạn đầu đại bộ phận văn minh đều lấy thương tổn vật lý vì vậy sadako người đã miễn dịch với thiệt hại vật lý về cơ bản là bất khả chiến bại cho dù sadako không may bị giết chết chỉ cần có đủ năng lượng tiêu cực là có thể hồi sinh vô hạn không có gì nhiều trong thế giới của tôi đó là năng lượng chết chóc nhiều nhất. Có thể nói, thế giới của tôi tồn tại vì sự kỳ lạ. Trong vài ngày tới, tôi đang phóng chiếu ý thức của mình vào thế giới. Một cái nhìn chi tiết về thế giới và Sadako, thời gian thoáng cái đã qua. Ba ngày sau, tôi lại đến trường để tham gia thử nghiệm. Tôi đến làm cho mọi người rất là kinh ngạc. Trong mắt họ, thế giới của tôi không thể sinh ra sự sống. Rõ ràng là một thế giới rác rưởi, nhưng tôi không để ý đến chuyện đó, mà là theo chỉ thị của lãnh đạo trường mang theo thiết bị quan sát. Bắt đầu giao tiếp với nguồn gốc thế giới, thí nghiệm lần này là đánh giá sơ cấp. Nguồn gốc của tất cả mọi người được chiếu vào một phòng quan sát đặc biệt. Trong đó sẽ có giáo viên đánh giá, điểm càng cao thì xếp hạng càng cao, nguồn lực thu được càng nhiều, thế giới này không tệ. Môi trường cơ bản được xây dựng, đáng tiếc không có sinh vật. Điểm B+, NGUO bạn học tên là Tình Tuyết này thiên phú rất tốt. Không chỉ xây dựng môi trường, còn tạo ra dị năng giả. Điểm A+, phòng quan sát nguồn gốc thế giới, giáo viên liên tục đánh giá thế giới khi họ nhìn thấy thế giới của tôi đều không khỏi ngây ngốc tại chỗ thế giới của bạn học này không phải không thể sinh ra sự sống sao tại sao trong thế giới của hắn còn có một anh hùng đơn vị phải rồi phải rồi làm thế quái nào hắn làm được điều đó chẳng lẽ hắn nắm giữ một loại quy tắc thế giới hoàn toàn mới nhìn sadako trong thế giới của tôi tất cả giáo viên đều nghi hoặc mà tiếng nghị luận của bọn họ cũng thu hút sự chú ý của hiệu trưởng sau khi nghe xong các giáo viên giảng giải trong mắt hiệu trưởng nhất thời phát ra ánh sáng kinh ngạc trong phòng thí nghiệm bên kia rất nhiều học sinh đến tham gia thí luyện đều đang thảo luận với nhau lần này nhất định là nữ thần tình tuyết giành hạng nhất khởi điểm của cô ấy cao hơn chúng ta rất nhiều phải 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 ước gì tôi được vào top 10. đến lúc đó sẽ có được nguồn lực tốt để phát triển thế giới đừng mơ mộng nữa lần này có thẩm huy lót đáy mọi người không cần lót đáy đã là tốt rồi các sinh viên bàn tán cười đùa tôi không quan tâm đến những lời chê bai này mà là đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng Tôi không chờ đợi quá lâu, thầy giáo bên kia liền truyền đến tin tức. Các bạn sinh viên, tất cả thế giới đã được đánh giá. Các sinh viên trong hội trường nghe thấy lời đó và ngay lập tức. Đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn, chẳng mấy chốc mọi người đã nhìn thấy thứ hạng của mình. Xem nhanh, vị trí đầu tiên thực sự là nữ thần tình tuyết. Điểm lại là A cộng, chết tiệt. Khoan đã, sao ở đây lại có một người đứng song song với tình tuyết? Chết tiệt, lại là thẩm huy. Không phải là thế giới rác rưởi của hắn ngay cả sinh mệnh cũng không thể sinh ra sao. Sinh viên trong sảnh, vào giờ khác này đều kinh ngạc không thôi trong ánh mắt nhìn về phía tôi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng đó là lúc hình ảnh trên màn hình lớn lại một lần nữa thay đổi thay thế bằng hình ảnh trong thế giới của mỗi người có người là thế giới hoang vu nhưng đã mọc ra cỏ non xanh nhạt có người là thế giới băng nguyên đã sinh ra một số sinh vật nhỏ với lông trên cơ thể trong thế giới của tôi chỉ có một khu rừng nhỏ một cô gái tóc tai bù xù ngồi ở giữa một cái giếng khô theo ánh mắt mọi người nhìn lại sadako trên màn hình đột nhiên cử động chỉ thấy thân thể sadako không ngừng lóe lên trong nháy mắt liền xuất hiện trước màn hình lớn khuôn mặt bị mái tóc che phủ trực tiếp che khuất hoàn toàn màn hình không ít người đều bị chuyện này bất thình lình xảy ra một màn sợ hãi phát ra tiếng thét trói tai thậm chí có nữ sinh bị dọa khóc tại chỗ mẹ kiếp trong thế giới của thẩm huy rốt cuộc là thứ gì có phải thế giới của anh ta không thể sinh ra sự sống làm thế quái nào hắn làm được vậy một đơn vị anh hùng chết tiệt thế giới quan cũng không có cấu tạo ra lại có thể sáng tạo anh hùng không ngạc nhiên khi nhận được điểm A+, cộng. cái này cũng quá vô địch đi. Khoảnh khắc này, tất cả bạn học lại rơi vào trong khiếp sợ. Ngay cả tình tuyết cũng là người số 1 cũng không ai thảo luận. Dù sao cũng là một tồn tại cuối cùng được công nhận. Không ngờ phản công và chiếm vị trí số 1. Điều này sao có thể không gây ra sóng to gió lớn. Giờ phút này tôi cũng không nghĩ tới, thế giới kỳ lạ do chính mình tạo ra, không ngờ lại đạt được điểm cao như thế, nhưng đó cũng là điều tốt cho tôi. Dù sao điểm số càng cao thì càng có nhiều tài nguyên ngay khi tôi nghĩ như vậy tình tuyết đột nhiên đi tới trước mặt tôi thẩm huy làm thế nào bạn tạo ra sinh vật này cô ấy không phải vật sống đúng vậy thế giới chết chóc của tôi không thể tạo ra sự sống nên tôi đã tạo ra những loài không cần sự sống nghe tôi nói chuyện với tinh tuyết những người xung quanh lập tức vây quanh dù sao bọn họ cũng rất tò mò loài này gọi là gì nghe vậy tôi thản nhiên nói tôi gọi sinh vật này là lạ và sinh vật tôi tạo ra tên là sadako sau khi nghe tôi giới thiệu mọi người chung quanh đều nhỏ giọng thảo luận sau tất cả những gì tôi nói ở đây, thế giới không tồn tại, cho nên đối với bọn họ mà nói thật là khó hiểu. Nhưng tôi cũng không giải thích nhiều, bởi vì rất nhanh sẽ có giáo viên đi tới và đưa tôi và Tinh Tuyết đến văn phòng hiệu trưởng. Nửa ngày sau khi tôi quay lại, trong tay đã có thêm một tấm thẻ thế giới 500.000 đô la. Đây là một gia đình bình thường không ăn không uống trong 3 đến 4 năm. Số tiền có thể tích góp được, nhưng đây không phải là phần thưởng cho điểm A cộng, mà là hiệu trưởng đầu tư cho tôi và Tinh Tuyết. Đối với tôi chỉ có 500 người sống trong tháng này. Nhưng thật sự là một con số không nhỏ, cho nên tôi cũng không cự tuyệt. Mà là thản nhiên tiếp nhận, sau khi rời văn phòng hiệu trưởng, tôi lại cùng tinh tuyết đến phòng chứa vật tư nhận một phần vật tư. Với tư cách là một sinh viên điểm A cộng, có thể lĩnh đến một bình hoàn chỉnh cấp thấp thế giới bản nguyên dược tề. Thẻ xây dựng và thẻ tốc độ dòng thời gian, giá bán của ba loại vật tư này trên thị trường, cộng lại đều vượt qua trăm vạn. Không thể không nói trường học thật sự đã hạ sách xuống. Trên đường về nhà, tôi và Tinh Tuyết đang thảo luận với nhau. Hầu hết là cô ấy hỏi tôi, mặc dù cô ấy cũng có điểm A cộng, nhưng giờ phút này trong lòng cô ấy lại mơ hồ. Có một khoảng cách giữa tôi và cô, nhưng tôi không biết gì cả. Chỉ là sau khi thỏa thuận xong, chúng ta sẽ đến văn phòng Hiệp hội Thế giới vào ngày hôm sau. Liên trở về chỗ ở của mình, sau khi trở về nhà trọ, tôi đã sẵn sàng để tạo ra một điều kỳ lạ thứ hai. Lại đem bình thế giới bản nguyên dược tề nuốt vào trong bụng sau. Bản nguyên thế giới của tôi trong nháy mắt cũng từ 20 giờ đã khôi phục thành 170 điểm sau khi đưa ý thức vào thế giới riêng. Tôi thấy Sadako đang ngồi cạnh giếng khô, nhưng tôi không quan tâm đến cô ấy, mà là đem ánh mắt hướng về phía cuối rừng cây khô. Theo tâm niệm của tôi chuyển động, một tòa lò mổ cũ nát rất nhanh liền xuất hiện ở trên đất trống. Bên ngoài cùng là bức tường lột ra cũ kỹ và cánh cổng sắt lớn dỉ xét lốm đốm. Bên trong thì khắp nơi đều là thi thể bị vứt bỏ. Cũng tản ra mùi âm lãnh hôn ám, lò mổ vừa mới hình thành. Liền từ sâu trong vang lên một tiếng heo kêu. Đồng thời kèm theo tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền ra. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thân ảnh thật lớn liền từ sâu trong lò mổ đi ra. Đầu heo thân người, trên tay cầm một con dao heo, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, rõ ràng chính là đồ tể đầu heo của chi gia đệ kiếp trước. Trong truyền thuyết, tên đồ tể này có một thói quen khi nói đến heo, đó chính là đeo mặt nạ đầu heo và phát ra tiếng heo kêu. Sau một lần vô tình bị ngã, mặt nạ đầu heo rơi ra, bị heo con ăn thi cốt không còn. Từ đó liền hóa thành một tên đồ tể tử vong có đầu heo. Đồ tể đầu heo vừa được tạo ra, trong đầu tôi chợt nhớ đến lời giới thiệu. Đồ tể đầu heo, anh hùng cấp hiếm, năng lực thứ nhất khả năng giết mổ, đồ tể tinh thông kỹ thuật giết, có thể dễ dàng tìm được nhược điểm chí mạng của đối phương. Năng lực thứ hai thực phẩm sống, có thể phục hồi vết thương bằng cách nốt xác chết. Năng lực thứ ba mặt nạ đầu heo, cho dù tên đồ tể đầu heo chết, chỉ cần mặt nạ đầu heo còn nguyên vẹn thì có thể hồi sinh vô hạn. Năng lực thứ tư ma trừ hóa thân loại bỏ các cuộc tấn công truyền thống biến thành một con heo khổng lồ để tấn công năng lực thứ năm ma chư triệu hoán triệu hồi ba con heo cùng lúc hơn nữa còn có thể đem sinh vật sau khi chết oán niệm chế thành ma chư mỗi một con heo đều có lực công kích không tầm thường và chỉ cần ai đó nhìn vào mắt con heo tinh thần sẽ bị ô nhiễm tưởng tượng mình là một con heo xem xong giới thiệu tương ứng trong lòng tôi vui vẻ không thôi mặc dù đồ tể đầu heo không giống như sadako có thể miễn dịch với các cuộc tấn công vật lý nhưng cũng có khả năng hồi sinh hơn nữa còn có thể triệu hoán rất nhiều tiểu đệ, thật sự đấu tranh anh dũng, tiểu năng thủ và đó là lợi thế của thế giới kỳ lạ. Một nền văn minh bình thường không thể chống lại tôi. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau tôi nhận được điện thoại của Hoa Khôi trường Tình Tuyết, điều khiến tôi cảm thấy không nói nên lời là. Đối phương lại đến nhà tôi sớm hơn 2 tiếng, nhưng tôi cũng không tức giận, sau khi mời nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi tới hiệp hội thế giới, khi Tình Tuyết biết được tôi lại sáng tạo, sau khi ra khỏi một đơn vị anh hùng, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tiểu Tinh Tuyết trong mắt mơ hồ có loại cảm giác tiểu mê muội. Lúc này trong hiệp hội thế giới đã có không ít người thức tỉnh. Tôi và tình Tuyết vừa bước vào cửa hiệp hội. Rất nhanh sẽ có nhân viên công tác đi về phía chúng tôi. Với sự giúp đỡ của nhân viên, chúng tôi nhanh chóng có giấy chứng nhận thành viên. Nhưng khi tôi nói rằng tôi muốn thách thức vùng đất vô chủ, lại đem nhân viên công tác kia khiếp sợ nói không ra lời. Dù sao hai người các ngươi vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Ngoại trừ những thế lực lớn chuyên môn bồi dưỡng ra, tạo ra thế giới trong 2 đến 3 ngày người bắt đầu khiêu chiến vô chủ chi địa quả thật là ít đến đáng thương. Sau khi mỗi người trả 100.000 tệ thế giới, ý thức của tôi đã được truyền tải trong một không gian đặc thù tên là Tinh Không Chi Hải. Nhìn đám người đi lại trong Tinh Không Hải, tâm trí của tôi cũng xuất hiện về, giới thiệu về Tinh Không Chi Hải, đây là một không gian kỳ lạ, không chỉ có vô số thế giới, càng là một mảnh chiến trường, vô số dị tộc chính là thông qua mảnh này. Không gian tiến hành xâm lược Lam Tinh, cũng may trong Lam Tinh cũng có cường giả. Dùng thế giới của mình trấn áp thông đạo ngoại tộc xâm lấn, nhưng hòa bình không phải là vĩnh viễn vẫn thường xuyên có ngoại tộc phá vỡ trấn áp xâm lấn lam tinh nhưng đó không phải là điều tôi nên nghĩ đến vậy nên tôi không nghĩ nhiều mà là cùng tinh tuyết chọn lựa thế giới vô chủ để thách thức sau khi tiêu thụ thêm 200 ngày tệ thế giới tôi sẽ có được tư cách ngẫu nhiên khiêu chiến một cấp thế giới chỉ cần thử thách thành công là có thể thế giới này dung hợp thành của riêng khi hai thế giới cấp một bắt đầu trùng hợp thách thức chính thức bắt đầu tôi ngẫu nhiên đến một thế giới ma thú suy tàn không có nguồn lực đặc biệt nhưng cũng may diện tích không nhỏ chỉ cần thử thách thành công sẽ làm cho thế giới của tôi mở rộng không nhỏ thế giới của tôi vừa giáng lâm trên thảo nguyên của thế giới ma thú chẳng mấy chốc đã đưa thế giới sự chú ý của tộc óc cuối cùng như thể có điều gì đó đến với thế giới này một người sói đầu tiên phát hiện ra thế giới của tôi hùng nhân nghe vậy nhất thời hưng phấn kêu to lên chẳng lẽ là thức ăn nếu đó là trường hợp tộc óc chúng ta sẽ được cứu thế giới mà họ đang sống không biết bao nhiêu năm trước bắt đầu không thể sinh ra một cuộc sống mới ngay cả cây cối sau khi chết cũng không thể mọc lại được nữa sau khi ăn xong tất cả thức ăn cuộc nội chiến bắt đầu giữa bọn óc khi thấy một cái gì đó mới xuất hiện đầu tiên họ nghĩ đó là thức ăn dưới sự lãnh đạo của người sói một đám thú nhân rất nhanh liền đi vào trong thế giới tử vong khi họ đến khu rừng khô nơi sadako đang ở trong giếng khô sadako truyền ra thanh âm lập tức thu hút sự chú ý của họ trong khi họ nghĩ rằng họ sẽ có một bữa ăn đầy đủ nhưng lại thấy được sadako từ trong giếng chậm rãi bỏ ra bọn óc vừa mới tiếp xúc với hơi thở của Sadako, cảm giác như rơi xuống hầm băng và sinh ra một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Nhưng vẫn có những con thú to gan, mắt đói đến đỏ bừng, đói bụng ăn quàng sông về phía Sadako, giờ phút này, Sadako bò trên mặt đất như một con nhện, không cần phải đối mặt với đòn tấn công của bọn óc. Nhìn mấy lần công kích rõ ràng đều trúng mục tiêu, nhưng đám thú nhân giống như bị bắt trong không khí, giờ phút này đều ngây ngốc tại chỗ, cũng chính là thời gian ngây người này. Sadako đang ở trước mắt rất nhiều thú nhân biến mất hoàn toàn một giây sau xuất hiện sau lưng một người sói và phát ra tiếng cười quái dị của người bị phát ban không đợi phản ứng của người sói liên trực tiếp một chảo đem trái tim người sói móc ra khi lũ óc nhìn về phía người sói Sadako đã biến mất một lần nữa và nhanh chóng xuất hiện sau lưng một tên thú nhân khác cảnh tượng tương tự lại diễn ra Sadako liên tục sử dụng dịch chuyển và đặc điểm của các cuộc tấn công vật lý miễn dịch nhanh chóng thu hoạch mạng sống của từng con óc rất nhiều thú nhân chưa từng thấy qua loại tình huống quỷ dị này nỗi sợ hãi trong nháy mắt hiện lên trong lòng mỗi một thú nhân chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giải quyết được vài tên thú nhân những con óc sống sót lập tức bắt đầu chạy trốn người đã nhìn thấy cảnh tượng này qua lăng kính của đức chúa trời nhất thời lộ ra một nụ cười đắc ý sức mạnh kỳ lạ quả nhiên mạnh mẽ như tôi dự đoán và khi nhìn thấy hướng mà lũ óc sống sót đang chạy trốn tôi không khỏi cười ra tiếng chỉ thấy đám thú nhân này lao ra khỏi rừng khô nó nhanh chóng lao vào một ngôi nhà lớn bên ngoài khu rừng và đây chính là địa bàn của đồ tể đầu heo vì không có lệnh của tôi vì vậy sadako đuổi theo sau cánh rừng không tiếp tục truy đuổi nữa đám thú nhân sau khi nhìn thấy tình huống này cũng an tâm trở lại đúng lúc này trong lò mổ đột nhiên tỏa ra mùi thịt rất nhiều thú nhân mới từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại ngay lập tức bị cơn đói chi phối lao thẳng vào lò mổ và cũng chính vào lúc này đồ tể đầu heo từ sâu trong bóng tối đi ra nhìn tên đồ tể đầu heo thân người trước mặt đám thú nhân theo bản năng coi đối phương là bán thú nhân giống như mình vốn còn lo lắng sẽ đụng phải cái gì quái vật tâm cũng vào lúc này thả lỏng xuống không đợi bọn họ mở miệng hỏi đồ tể đầu heo lại lộ ra một nụ cười quỷ dị thức ăn đây đến lúc ra ngoài làm việc rồi theo lời nói vừa dứt chỉ thấy đồ tể đầu heo cầm chưa đao đi tới chỗ thú nhân đồng thời còn có ba con ma chư từ phía sau hắn vọt ra người đầu heo mau giao thức ăn cho ta ba con heo đó cũng phải cho chúng ta có thú nhân không rõ chân tướng hung tợn nói. Lúc này bọn họ còn chưa ý thức được, chính mình mới là đồ ăn trong miệng đồ tể. Bởi vậy không hề phòng bị, nhất thời đã bị ma chư vọt tới đụng ngã trên mặt đất. Và bắt đầu cắn xé, những thú nhân còn lại thấy thế vừa định tiến lên hỗ trợ. Nhưng khi đôi mắt chạm vào đôi mắt của con lợn ma thuật, tinh thần bị ô nhiễm trong phút chốc, khoảnh khắc tiếp theo. Chỉ thấy thú nhân chúng chưa coi mình là một con heo. Nằm dạp trên mặt đất phát ra tiếng kêu hừ hừ. Thú nhân không chúng chưa lập tức cảnh giác, tt tê tê xông về phía đồ tể đầu heo một chảo của thú nhân xông lên phía trước trực tiếp lưu lại trên người đồ tể nhiều vết thương có thể nhìn thấy xương nhưng tên đồ tể đầu heo không hề nhúc nhích con dao heo trong tay điên cuồng vung vẩy với ánh sáng của thanh kiếm rơi xuống bọn óc vẫn chưa cảm thấy đau đớn nó bị cắt thành từng miếng thịt đám thú nhân mặc dù bị đao pháp của đồ tể làm cho khiếp sợ nhưng đồng thời cũng nhận ra đối phương có thể bị tấn công bởi vậy sau khi liếc mắt nhìn nhau lại hướng về phía đồ tể đầu heo tấn công dữ dội hơn nhưng tên đồ tể đầu heo không hề nhúc nhích, lại nắm lấy miếng thịt trên mặt đất mà ăn. Theo khối thịt bị hắn không ngừng đưa vào trong miệng, nguyên bản vết thương trên người cũng vào lúc này nhanh chóng khép lại. Lũ óc đã thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh. Chặt đầu hắn ra, để xem nó còn sống không, theo một gã thú nhân mở miệng nói. Rất nhanh đã có một tên thú nhân khác cầm lấy trường đao bên cạnh. Chém vào đầu tên đồ tể, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đầu đồ tể đầu heo âm thanh lan xuống, ha ha chết rồi. Hắn chết rồi, hắn là cái quái gì vậy tại sao một giọt máu tươi cũng không chảy ra lạ thật mặc kệ hắn là cái gì chỉ cần chết là được những con thú nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng mấy chốc họ không thể cười chỉ thấy đầu heo trên mặt đất đột nhiên lắc lư kịch liệt ngay sau đó là một thân thể ma chư khổng lồ nó mọc ra từ vị trí đầu heo cảnh tượng bất ngờ này trực tiếp làm đám thú nhân ở đây sợ tới mức quên chạy trốn cùng với một con lợn khổng lồ va chạm một đám thú nhân lập tức ngã xuống đất sau đó bị một đám tiểu ma chư đồng loạt xông lên, hoàn toàn biến thành món ăn của rất nhiều ma chư. Và tộc óc cuối cùng trên thế giới này cũng tại thời khắc này tuyên cáo hắn diệt vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hài lòng một chút. Sau đó thế giới này dung hợp vào trong thế giới tử vong của mình. Vùng đất của thế giới chết chóc cũng vào lúc này rất nhanh mở rộng lên. Chẳng mấy chốc đã lên tới 29 km, bởi vì thành công dung hợp thế giới vô chủ, tôi sẽ nhận được thêm một bản sao thẻ tính năng, có thể được sử dụng để sao chép một đơn vị cuộc sống hoặc dùng làm vật liệu sáng tạo tạo ra một đơn vị có đặc tính sao chép nhưng dù dùng cách nào ba ngày sau đơn vị này sẽ chết và ngay khi tôi nhìn thấy bản sao của thẻ này kiếp trước trên lam tinh biết được một cái quỷ dị ngay lập tức nó xuất hiện trong tâm trí của tôi phú giang xem như một quỷ dị đặc thù bởi vì phú giang là sinh vật có thịt nhưng tế bào của anh ta có thể sinh sản không ngừng có thể tạo ra rất nhiều phú giang mỗi con phú giang đều là phú giang vậy là không có gì là thật đó là sự bất tử theo một nghĩa khác, và phú giang được tạo ra bằng cách sao chép thẻ đặc tính. Cho dù chết sau 3 ngày, cái chết chỉ được tạo ra, còn lại phú giang sống sót, sau khi quyết định, ý thức của tôi rút khỏi thế giới, lại trở về vùng đất vô chủ. Tất cả mọi người xung quanh đều đến đây để khiêu chiến, nhưng vì mọi người đều là hình chiếu, vì vậy nó sẽ không đông đúc. Tôi nhìn Tình Tuyết bên cạnh, cô ấy lúc này nhắm mắt lại cau mày, xem ra thế giới của đối phương vẫn đang chiến đấu. Và tình hình không mấy lạc quan, dù sao trong thế giới Tình Tuyết có được chỉ là bước đầu thức tỉnh dị năng giả chiến lược không mạnh lắm không kỳ lạ như tôi sau hơn một giờ chờ đợi tình tuyết rốt cục mở mắt sau khi tỉnh lại lập tức lộ ra một nụ cười kích động thẩm huy tôi đã thử thách thành công vậy chúc mừng nhé thu hoạch chắc chắn không nhỏ tình tuyết giống như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu thế giới mà tôi gặp là một thế giới ma quỷ và đang suy tàn số lượng sinh vật trong đó rất ít thực lực cũng không mạnh nếu không tôi sẽ không đánh lại được sau đó tình tuyết hỏi thẩm huy cậu thế nào rồi tôi cũng may mắn khiêu chiến thành công. Giống như bạn, gặp một thế giới đang không ngừng suy tàn. Vậy hãy nói thế này, rất may mắn, nụ cười trên mặt tình tuyết càng thêm sáng lạn. Sau đó cả hai chuẩn bị rời đi, thức tỉnh từ thực tại. Nhân viên tại sảnh, tôi đã để ý thấy cậu và tinh tuyết. Ra sớm thế này, chắc là thử thách đã thất bại, nghĩ tới đồng thời. Cô ấy trực tiếp chuyển hồ sơ thách thức của chúng tôi tới. Vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người. Không thể nào, hai người này đều là người mới thức tỉnh thế giới. Lần đầu tiên đều trực tiếp khiêu chiến thành công bọn họ ai cũng là đại gia tộc sao con cái chạy đến hiệp hội thế giới mà tôi cùng tình tuyết nói lời từ biệt nhanh chóng trở về nhà và bắt đầu tạo ra con quái vật thứ ba trong thế giới của tôi đó chính là phú giang có năng lực phân chia vô hạn theo tâm niệm của tôi chuyển động một bóng người dáng người uyển chuyển ngay lập tức xuất hiện trong thế giới của tôi đối phương bề ngoài thanh thuần xinh đẹp vừa nhìn chính là sự tồn tại của cấp bậc hoa khôi trường không chỉ vậy trên người cô ấy càng tản ra một loại khi chất khác phái khó có thể kháng cự nếu tôi không phải là đấng tạo hóa, tôi miễn nhiễm với sự hấp dẫn này. Tôi e là suýt chút nữa thì điên rồi. Chúc mừng bạn đã thành công trong việc tạo ra một đơn vị anh hùng mới. Phú Giang, hiếm và anh hùng, năng lực thứ nhất chấp niệm tri nguyên, chỉ cần là đàn ông có ham muốn với phụ nữ, đều sẽ bị Phú Giang cám dỗ, khả năng thứ hai yêu điên cuồng, đàn ông bị cám dỗ sẽ bị điều khiển bởi Phú Giang, sẽ chuyển từ yêu sang hận bị Phú Giang giết chết, khả năng thứ ba siêu tái tạo, tóc, da, chất lỏng và các mô cơ thể khác của Phú Giang có thể tái tạo một phú giang mới và chia sẻ những kỷ niệm với tất cả phú giang. Khả năng thứ tư kháng cự mạnh mẽ, phú giang có thể miễn dịch với nhiều loại tấn công đặc biệt. Đánh như ăn mòn và tia gamma, nhìn vào khả năng của phú giang, tôi không khỏi vui mừng như nở hoa. Dù sao năng lực của phú giang cũng giống như một bộ tổ hợp quyền. Bất kể là bị phú giang dụ dỗ trở thành con rối, hay là phú giang giết chết, nó sẽ làm cho phú giang bắt đầu nhân bản vô hạn. Cho dù gặp phải một số công kích phạm vi lớn nó cũng có thể kích hoạt khả năng thứ tư để chống lại quá khứ. Hơn nữa chỉ cần Phú Giang trước khi khai chiến, giấu một sợi tóc ở nơi khác, cho dù bị tấn công đặc biệt không thể kháng cự, cũng có thể tiếp tục tái sinh vô hạn, đúng là một con tiểu cường đánh không chết. Sau khi cho vị tân tấn này một căn nhà nhỏ đồng bộ quỷ dị, hãy yên lặng chờ đợi một bài kiểm tra mới. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã tới ngày kiểm tra thực chiến của trường học. Sau hai tiếng rưỡi lái xe, tôi cùng một đám người thức tỉnh trong trường cũng đi tới căn cứ thực chiến trong căn cứ lúc này đã có nhiều trường học thức tỉnh nhóm người tụ tập ở đây tôi và hoa khôi trường tình tuyết vừa xuống xe không bao lâu lập tức có một thiếu niên đi tới hắn là người thừa kế gia tộc diệp long gia tộc diệp long là một trong những gia tộc quyền lực nhất thành phố và mục đích của diệp long ở đây chính là vì lôi kéo hoa khôi trường học của chúng tôi tình tuyết dù sao tình tuyết thiên phú là trường học chúng tôi công nhận đệ nhất vừa thức tỉnh đã phá vỡ sự thức tỉnh của thành phố kỷ lục diện tích thế giới ban đầu của người đó có thể nói là xứng đáng thiên tri kiêu tử Tuy nhiên, với sự lôi kéo của Diệp Long, Tình Tuyết cũng không đồng ý. Thay vào đó, họ giới thiệu tôi với nhau, mặc dù thế giới ban đầu của tôi nổi tiếng là rác rưởi trong thành phố. Nhưng vì tôi đã dựng nên sự chinh khiết cùng một lúc. Sadako và đồ tể đầu heo là hai siêu cá thể. Vì vậy, họ biết rất rõ về tôi, hơn nữa lời khuyên của Tần Tuyết. Diệp Long cũng không khinh thường tôi, mà là ném cảnh ô lưu về phía tôi. Nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã từ chối với sự thành công của tất cả các trường. Thành chủ Tâm Hải cũng bắt đầu thực chiến thí nghiệm trước phát biểu. Lần kiểm tra thực chiến này khác với những năm trước, những sinh viên lọt vào top 10 không chỉ nhiều nguồn lực có thể thu được, càng là có thể đạt được một cái tiến vào sơ sinh thế giới danh ngạch. Thế giới sơ sinh là một thế giới đặc biệt, trong đó sẽ có rất nhiều tài nguyên khan hiếm. Đối với việc nâng cao thế giới của bản thân là thứ tốt hiếm có. Vì vậy, trong khoảnh khắc khi nghe tin này, trong đám người nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng kinh hô. Giờ phút này trong lòng mọi người đều bộc phát tinh thần chiến đấu chưa từng có sau khi đeo thiết bị chuyên dụng tất cả mọi người nhanh chóng tập trung vào kiểm tra thực chiến và tôi đang điều khiển ba con quái vật khi cửa thứ nhất mở ra một vết nứt mở ra trong thế giới chết chóc của tôi ngay sau đó là một đám cầm trường đao bọn cướp nhân loại xông vào nhưng bọn cướp vừa vào lập tức liền phát hiện tình huống không đúng bởi vì chúng được tạo ra mục đích là để thử nghiệm vì vậy họ không có ý định bỏ trốn kết quả là một đám cường đạo liền đi vào trong rừng khô của sadako nhìn kìa có người ở đó, một tên cướp được sinh ra đầu tiên sau khi phát hiện ra Sadako. Những tên cướp còn lại nghe vậy lập tức hướng về phía Sadako. Nhìn về hướng mà đồng bọn chỉ, nhưng lúc này Sadako đã sớm biến mất tại chỗ. Trong ánh mắt nghi hoặc của đám cường đạo, Sadako đột ngột xuất hiện trước mặt một tên cường đạo. Một tên cướp giật mình, lập tức tấn công Sadako, nhưng bọn họ ở đâu là đối thủ của Sadako. Bởi vậy chưa tới 10 phút đã hoàn toàn không có tiếng động. Vượt qua cửa thứ nhất, tôi lập tức nghênh đón cửa thứ hai. Lần này là một đám cướp, bất quá số lượng so với cửa trước nhiều gấp đôi có thừa. Nhưng dù vậy, khi họ đối mặt với Sadako, họ vẫn không có sức đánh trả, không có cách nào khác, lại chạy tới lò mổ của tên đồ tể đầu heo, cuối cùng bị tên đồ tể đầu heo chặt thành miếng thịt. Trong khi nhiều sinh viên đang tiến hành kiểm tra thực chiến, các giáo viên của các trường lớn cũng tập trung tại quảng trường, tập trung vào tình hình của các sinh viên trên màn hình lớn. Và tôi là người đầu tiên vượt qua cửa thứ hai. Nó cũng gây tranh cãi sôi nổi giữa nhiều giáo viên nhưng tôi không biết gì cả mà là đắm chìm trong thế giới của mình yên lặng chờ cửa thứ ba mở ra khác với cửa thứ nhất và cửa thứ hai cửa thứ ba xuất hiện cũng không phải cường đạo bình thường mà là một đội ngũ thánh kỵ sĩ mặc áo giáp mỗi người trong số họ tản ra một cỗ thánh quang lực cường độ thực lực mạnh hơn hai cửa trước không ít có thể có quái vật gì đó ở đây mọi người cẩn thận người nói chuyện là đội trưởng thánh kỵ sĩ trong đội hắn cảnh giác quan sát bốn phía sau đó dẫn đội đi vào rừng khô sadako đã chuẩn bị sẵn sàng Lần đầu tiên vào rừng, liền trực tiếp di chuyển xuất hiện trước mặt bọn họ. Ai đó? Rất nhiều kỵ sĩ nghe vậy lập tức triển khai công kích. Nhưng thanh kiếm thông thường tấn công Sadako, trên người căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào. Điều này cũng khiến cho một đám kỵ sĩ nhất thời sợ hãi không thôi. Nhưng họ nhanh chóng tìm ra cách đối phó, chỉ thấy đội trưởng dẫn đầu ra trì thánh quang với trường kiếm, sau đó tuôn ra một cỗ quang minh lực chém vào trên người Sadako. Đối với Sadako, một linh hồn, những thánh quang lực này rõ ràng có tác dụng tại thánh quang trường kiếm không ngừng vung chém xuống linh thể sadako cũng dần dần nhạt đi nhưng dù sao sadako cũng có năng lực di chuyển vì vậy trước khi biến mất cũng thành công giải quyết được nửa đội kỵ sĩ các thánh kỵ sĩ thấy thế còn tưởng rằng đã giải quyết triệt để sadako nhưng khi chúng tiếp tục đi sâu vào rừng nhưng ở trước giếng khô lại gặp được sadako lần nữa bỏ ra nhìn sadako giống hệt nỗi sợ hãi trong lòng rất nhiều kỵ sĩ lại được nhen nhóm đối mặt với con quái vật đã chết và sẽ tiếp tục xuất hiện bọn họ lập tức lựa chọn chạy trốn theo lệnh của tôi đồ tể đầu heo đã sớm chờ ở bên ngoài rừng khô khi tên đồ tể đầu heo giơ tay chém xuống không lâu lắm đâu đội ngũ thánh kỵ sĩ này liền hoàn toàn mất đi sinh cơ sau khi vượt qua cửa thứ ba tôi ngay lập tức mở ra thử thách thứ tư lần này đến vẫn là một đội ngũ thánh kỵ sĩ nhưng số lượng cũng tăng gấp đôi lẽ ra bọn họ cũng phải đi vào rừng khô thật không may có người nhìn thấy phú giang phú giang vừa xuất hiện trước mặt mọi người lập tức gây ra sóng to gió lớn trong đội ngũ này những kỵ sĩ này chưa từng thấy qua tiểu cô nương xinh đẹp như vậy trong lòng mỗi người đều dâng lên tình cảm ái mộ càng là nhịn không được muốn đem đối phương chiếm làm của riêng tất nhiên là tôi đã cố tình sắp xếp chuyện này mấy người làm gì ở đây vậy phú giang với nụ cười ngọt ngào đến trước mặt các hiệp sĩ các kỵ sĩ nghe giọng nữ thanh linh này tựa như tự nhiên đội trưởng kỵ sĩ lập tức hóa thân thành chó liếm ở đây có quái vật chúng tôi ở đây để điều tra quái vật cô gái sao cô lại đến đây một mình hãy để anh bảo vệ em giờ phút này đội trưởng kỵ sĩ hai mắt đã sớm mê ly đối với phú giang chính là một trận cuồng liếm nhưng mà bị mê hoặc tốt đâu chỉ có một mình hắn kỵ sĩ xung quanh nghe vậy lập tức mất bình tĩnh dựa vào cái gì bảo vệ ngươi tôi cũng có thể bảo vệ cô ấy anh có cái rắm tôi mới có thực lực bảo vệ cô ấy một đám kỵ sĩ lập tức cãi nhau bọn họ đều muốn chiếm phú giang làm của riêng khi cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt mọi người càng là một lời không hợp bắt đầu động thủ không lâu sau đã có vài kỵ sĩ bị giết chết trên mặt đất phú giang nhìn một màn trước mắt này nhưng chỉ cười khanh khách nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có một gã kỵ sĩ như phát điên sông về phía phú giang trong mắt hắn mang theo vẻ điên cuồng vừa vung trường kiếm vừa điên cuồng kêu to miễn là anh chết cùng em sau đó chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi tình yêu của họ dành cho phú giang nó đã trở thành sự ghen tuông và thù hận điên cuồng trong cơn điên cuồng của hắn phú giang trực tiếp biến thành một bãi thịt nhưng chẳng mấy chốc anh ta bị các hiệp sĩ khác vây quanh chém chết tại chỗ nhưng ngay khi các kỵ sĩ còn đang đắm chìm trong đau đớn trong nỗi buồn của người yêu thi thể phú giang bị băm thành từng miếng thịt lại toàn bộ nhúc nhích bắt đầu tăng giá trị liên tục chẳng mấy chốc đã hóa thành một đám phú giang sống sờ sờ sau khi sống lại phú giang như trước khanh khách là cười nhưng nhiều hiệp sĩ không hề sợ hãi lại càng điên cuồng hướng phú giang vào tới mỗi người một cái liền ôm lấy phú giang của mình ngay khi các kỵ sĩ đắm chìm trong hạnh phúc một đám phú giang lại đồng loạt mở miệng nói vì anh thích em rất nhiều Vậy anh có thể chết vì tôi không? Tất cả các hiệp sĩ sau khi nghe Phú Giang nói, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình nghi hoặc nào, ngược lại là mặt lộ vẻ vui sướng giơ trường kiếm trong tay lên. Nương theo tiếng đao kiếm đâm vào thịt chém, rất nhiều kỵ sĩ hoàn toàn ngã xuống đất, không giống như tôi đã vượt qua bốn cửa trước một cách dễ dàng. Lúc này đã có 60 đến 70% học sinh ở cửa thứ ba liền hoàn toàn bại trận và họ đã theo dõi thứ hạng sau khi thoát khỏi bài kiểm tra. Ngoài dự đoán của mọi người là hiện tại xếp hạng thứ nhất cũng không phải là con cháu đại gia tộc cũng không phải tài nữ thiên phú như tình tuyết mà là tôi được gọi là phế vật thế giới sau khi thấy tôi bắt đầu thách thức cửa thứ năm cả học sinh và giáo viên đều bị sốc chết tiệt thế giới của hắn không phải là thế giới rác rưởi sao sao hắn qua cửa nhanh vậy không nhìn lầm chứ anh ta đã một mình vượt lên dẫn đầu lúc này lãnh đạo trường chúng tôi cười rất vui vẻ cô giáo bắt đầu khen ngợi hiệu trưởng đối với hiệu trưởng chính là một trận mãnh liệt liên thành chủ vương hâm hải đều đánh giá tôi rất cao thế giới chết chóc mà tôi thức tỉnh rõ ràng là rác rưởi nhưng tốc độ thông quan hiện tại cho dù là một ít thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài cũng đuổi không kịp điều này không khỏi làm cho rất nhiều người phụ trách gia tộc cảm thấy mất hết mặt mũi nhưng nhiều hơn nữa là tất cả đều dâng lên muốn lôi kéo tâm tư của tôi ở phía bên kia tôi vẫn đang đắm chìm trong thử nghiệm thực chiến dưới sự phối hợp quỷ dị của ba gã cửa thứ năm căn bản không cần tốn nhiều sức nhưng khác với tôi bởi vì độ khó của cửa thứ năm tăng lên rất nhiều. Ngay cả những học sinh tài năng trong một số trường cũng đều bị đánh xuống không ít, khoảnh khắc yêu thương này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Thẩm Huy này có chút nghịch thiên, lại dẫn đầu vọt tới cửa thứ sáu. Kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận trước đó là cửa số 9. Cũng không biết hắn có thể xông lên hay không. Xì hơi, chắc chắn anh ta sẽ thất bại ở cấp độ 6. Một học sinh bị đuổi xuống khinh thường nói chết tiệt. Nhưng chỉ chốc lát sau thứ hạng của tôi liền trực tiếp từ cửa thứ sáu biến thành cửa thứ bảy thời gian không trôi qua bao lâu lúc này số người còn đang khiêu chiến đã không tới 100 người đội ngũ tiến công ở cửa thứ bảy nhiều hơn đại pháp sư sử dụng phép thuật tấn công mạnh hơn mặc dù vậy nhưng vẫn không thể đem quỷ dị của tôi giết chết được ngược lại làm cho phân thân phú giang càng ngày càng nhiều cuối cùng tất cả đều chết trong tay phú giang sau khi vào cửa thứ 8, tôi vẫn vượt qua được, không mất nhiều thời gian để đến được cửa thứ 10. Nó vẫn đang được thử nghiệm tại thời điểm này, chỉ còn lại 5 người, trong đó có tôi, về phần hoa khôi trường tình tuyết. Sau khi tiến vào cửa thứ 9 liền lui ra, khi nhìn thấy tôi đã mở cửa thứ 10, trong mắt tình tuyết nhất thời hiện ra rất nhiều ngôi sao nhỏ. Cửa thứ 10 lúc này, đội tấn công xuất hiện trong thí nghiệm. Chất lượng không tăng trở lại, nhưng số lượng lại đạt tới 100 người. Trong đó còn có thánh kỵ sĩ, ma đạo sư, cùng các loại tồn tại cường đại như đại pháp sư, với tư cách là người đứng đầu thành phố. Diệp Long và tư hướng viêm lúc này vẫn còn đang xung quanh tuy rằng bọn họ đã xuất ra toàn bộ thực lực nhưng thí luyện trước đó đã làm cho bọn họ tổn thất không ít sinh vật bởi vậy chiến đấu bây giờ cũng vô cùng gian nan nếu không phải sau lưng có đại gia tộc tài nguyên chống đỡ chỉ sợ bọn họ đã sớm bại trận tiêu tương viêm của tiêu gia sáng tạo ra một thế giới yêu thú nhìn yêu thú của mình nhanh chóng chết đi và số lượng kỵ sĩ tấn công vẫn còn hơn một nửa không muốn làm tổn thương thế giới bản nguyên tiêu tiêu hướng viêm lập tức rút khỏi kiểm tra nhưng trong thế giới của tôi thì ngược lại lúc này đội kỵ sĩ xâm lược trên mặt tất cả đều mang vẻ sợ hãi họ thận trọng bước đi trong rừng sadako cũng thỉnh thoảng lướt qua bốn phía bọn họ không để ý một chút đã đem một gã kỵ sĩ bắt đi giết chết không chỉ vậy phú giang từng người một cũng liên tục xuất hiện trước mặt họ mặc dù các đại pháp sư đều không bị mê hoặc khoảnh khắc xuất hiện của phú giang sẽ thi triển đại pháp thuật đem nó oanh giết nhưng vẫn sẽ có nhiều phú giang xuất hiện lần nữa bởi vậy cũng không lâu lắm đội kỵ sĩ này xâm chiếm thế giới tử thần tất cả đều chết trong rừng và giờ tôi là người đầu tiên phá kỷ lục. Mở ra thách thức thứ 11, nhìn thấy một màn kỷ lục lịch sử của thành phố bị phá vỡ. Vào giờ khác này nhao nhao bộc phát ra từng trận tiếng quát màu. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng sau khi tôi nhìn thấy kẻ xâm nhập ở cửa 11, ngay lập tức rút khỏi bài kiểm tra và lý do tôi làm thế, đó là bởi vì tôi là thủ lĩnh của đội xâm lược. Cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn vô cùng. Mặc dù sự kỳ lạ của tôi sau khi bị giết, vẫn có thể tái sinh vô hạn nhưng tất cả những điều này tất cả được xây dựng trên cơ sở tiêu hao khí tử thần để không ảnh hưởng đến nguồn gốc thế giới tôi không chọn tiếp tục tấn công các cấp độ cao hơn tôi vừa rút khỏi phòng thi nhất thời liền nên đón vô số ánh mắt cực nóng mọi người xung quanh đều chúc mừng tôi bạn đã phá kỷ lục quá tuyệt vời làm thế quái nào bạn làm được vậy tôi thấy tốc độ của bạn rất nhanh thật kinh khủng ngay cả thầy giáo và hiệu trưởng cũng đến gần không chút keo kiệt khen ngợi tôi cho đến thời điểm này tôi mới hoàn toàn hiểu được đã xảy ra chuyện gì Bên kia tuy rằng Diệp Long cũng còn đang khiêu chiến cửa thứ 10. Không thể nói đối phương còn có thể chạy tới cửa thứ 11. Nhưng tôi là người đầu tiên phá kỷ lục, thế là đủ rồi. Mà Diệp Long cũng không hổ là thiên kiêu của đại gia tộc. Dù tổn thương nguồn gốc thế giới, nhưng anh ta cũng vượt qua cửa thứ 10. Nhưng khi anh ta đến cửa thứ 11, cũng im lặng như tôi. Diệp Long vừa rút lui, lập tức có rất nhiều người vây quanh. Khi nghe tin tôi phá kỷ lục nhanh hơn anh ta, Diệp Long trong lòng không khỏi sừng sốt, nhưng rất nhanh liền hóa thành một chút thoải mái. Khi người thức tỉnh cuối cùng kết thúc bài kiểm tra, các loại thế lực cũng bắt đầu tự mình mời chào. Lúc này tôi và tình tuyết có thể nói đó là mục tiêu của mọi thế lực. Ngay cả tứ đại gia tộc cũng phái người phụ trách tới. Thẩm đại thiên tài, thực lực của tôi kinh diễm tất cả mọi người. Và cướp mất vị trí thứ hai của tôi để đền bù cho việc ta mời ngươi gia nhập tiêu gia. Tiêu hướng viêm đi theo trưởng bối nhà mình mở miệng trước nói. Vừa xuất hiện, rất nhanh đã khiến cho rất nhiều học sinh vây xem. Không đợi tôi mở miệng trả lời, các gia tộc khác cũng liên tiếp mời tôi gia nhập vương gia đi vương gia chúng ta có thể đưa ra điều kiện hậu hĩnh cho người vương gia là cái thá gì tham gia với chúng tôi trương gia trương gia chúng ta là nắm giữ độc đáo thế giới phát triển kỹ thuật những vấn đề trong thế giới của bạn chúng tôi có thể giải quyết cho bạn ngay khi một đám thế gia không mặt không ra tranh đoạt tôi một giọng nói từ ngoài đám đông truyền tới các bác đừng cãi nữa hắn sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào nếu không tôi đã cho hắn gia nhập diệp ra rồi người tới chính là diệp la đang mỉm cười sự xuất hiện của anh ta đã giải vây cho tôi và tôi đã từ chối lời mời của các thế lực ở đây rất nhiều gia tộc thấy thế lập tức quay đầu tìm tình tuyết biết rằng cậu sẽ không tham gia vào công việc của bất kỳ thế lực nào đưa ra ý tưởng muốn kết bạn với bạn tiêu hướng viêm cũng thập phần tham gia náo nhiệt chạy tới tôi không từ chối điều đó thay vào đó là trao đổi phương thức liên lạc với cả hai sau khi ba người trò chuyện một lúc tôi đã được mời đến văn phòng của thành chủ ngoại trừ thành chủ vương hâm ở nước ngoài chủ tịch tri hội thế giới cũng ở đây và tôi cũng có mặt trong phần giới thiệu tiếp theo của nhau. Tìm hiểu thông tin về việc gia nhập thế giới sơ sinh. Thế giới ban đầu chưa hoàn thiện, không thể chịu đựng được thế giới hùng mạnh. Bởi vậy chỉ có thể do thế giới cấp thấp mới có thể tiến vào. Lần đầu tiên trên thế giới có 1.000 người tham gia. Đến lúc đó sẽ có tinh anh các khu vực tham gia tranh đoạt. Và các bạn sẽ đại diện cho hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi. Như một phần thưởng cho cả hai bạn trong top 10. Tôi sẽ chờ hai thành viên của các bạn, cấp độ thay đổi từ bình thường thành tối thượng. Nghe xích Yên giải thích, tôi đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên dù sao đẳng cấp hội viên càng cao sau này muốn khiêu chiến thế giới vô chủ chi phí lại càng thấp đối với một tên khốn như tôi đó là một lợi ích thực sự tình tuyết nghe vậy cũng thập phần hưng phấn khác với sự phấn khích của tôi và tình tuyết hoàng kiệt cũng được mời đến văn phòng giờ phút này mặt lại đen không chịu được lần này hắn không nằm trong top 10, nhưng hắn thức tỉnh ra thế giới diện tích lớn nhỏ chỉ sau tình tuyết và trong mắt anh ấy thế giới của tôi một thế giới rác rưởi nếu không có sự hiện diện của tôi phần thưởng lần này là của hắn. Bởi vậy trong lòng hắn cho rằng tôi, thế giới không mạnh bằng hắn, sở dĩ có thể lọt vào top 10 hoàn toàn là xui xẻo. Chúng tôi không ở lại lâu trong văn phòng thành phố. Không lâu sau liền đi ra, vừa ra khỏi căn cứ thực chiến, tôi liền dừng bước. Sau đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Kiệt đang đi qua. Lạnh lùng nói, có vẻ như anh có vấn đề với tôi. Từ lần gặp đầu tiên, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của đối phương. Hoàng Kiệt nghe vậy cũng lập tức dừng bước. Nếu tôi có ý kiến thì sao? một thế giới rác rưởi thật sự coi mình là củ hành sao hoàng kiệt lúc này trong đầu đều là chuyện bị tôi đoạt top 10. đối với người mới vào đầu tiên hoàn toàn không sợ trời ạ à, sao ta không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra anh là người phá kỷ lục tôi phải khen ngợi anh mới đúng chứ lời nói của hoàng kiệt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh tình tuyết thấy thế còn muốn giúp tôi nói vài câu nhưng tôi lại trực tiếp ngăn cản đối phương sau đó không nhanh không chậm hướng về phía hoàng kiệt nói ra con chó sủa gì thế một trận sinh tử lôi đài có năng lực. Cùng lúc nói chuyện, lực thế giới cấp 2 trong cơ thể cũng tản mát ra ngoài. Một màn bất thình lình này không khỏi làm cho mọi người sửng sốt. Trong ánh mắt nhìn về phía tôi đều là kinh ngạc. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chưa đầy một tuần sau khi tôi thức tỉnh. Không ngờ cũng đã lên tới cấp 3, giờ khác này ngay cả Hoàng Kiệt cũng khiếp sợ nói không ra lời. Nếu anh ta biết tôi đã lên cấp 2, tôi không dám nói với anh như vậy. Bây giờ đối mặt với thách thức mà tôi đưa ra, lại càng không sinh ra chút tâm ứng chiến nào chỉ là cúi đầu xuống và cuộc tranh cãi của chúng tôi cũng thu hút sự chú ý của những người trong đại gia tộc diệp long cùng tiêu hướng viêm thấy thế đồng thời đi tới sau khi biết chuyện đã xảy ra diệp long lập tức biểu lộ thái độ của mình hoàng kiệt phải không thằng hề nhảy nhót ở đâu ra thật không biết thế lực nào ngu xuẩn như vậy lại muốn thứ như ngươi diệp long vừa nói xong lập tức có mấy người đi tới bọn họ chính là thành viên trong thế lực của hoàng kiệt sau khi nghe diệp long nói có thâm ý khác ngay tại chỗ đã đá hoàng kiệt ra khỏi tổ chức cho đến lúc này hoàng kiệt hoàn toàn trợn tròn mắt đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tôi mới vừa thức tỉnh ra thế giới vài ngày không ngờ lại có được năng lượng mạng đáng khủng bố như vậy nhưng tôi đã không chọn thêm sự xúc phạm vào vết thương dù sao bây giờ đối phương đã vì mình mà hành động đó đã phải trả giá tiếp tục lãng phí thời gian với nhau rõ ràng là không khôn ngoan vì vậy tôi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường với diệp long và những người khác sau khi trở lại trường học tôi cùng tình tuyết trước tiên đã được mời đến văn phòng hiệu trưởng đối mặt với tôi Điều này không chỉ nằm trong top 10. Phá vỡ kỷ lục đầu tiên trong lịch sử thành phố. Hiệu trưởng cũng không chút keo kiệt cho tôi trợ giúp tài nguyên. Tôi lần nữa thu được một lọ cấp thấp bổn nguyên dược tề. Và một thẻ thế giới với một triệu đô, cộng thêm phần thưởng cho bài kiểm tra thực chiến. Hai bình trung cực thế giới bản nguyên dược tề. Thẻ xây dựng địa hình cao cấp, thẻ tốc độ dòng thời gian cao cấp, thẻ tiến hành tình huống cao cấp, một trung tâm bản nguyên thế giới. 5 triệu đô la thế giới do hiệp hội trao tặng. Hiện tại tổng tài sản của tôi đã vượt quá 30 triệu. Sau khi về nhà, đầu tiên tôi phóng chiếu ý thức vào thế giới chết. Bây giờ đường kính thế giới của tôi đã lên tới 35 km. Đẳng cấp thế giới cũng đạt tới đẳng cấp thứ hai. Theo ba bình thế giới bản nguyên dược tề bị tôi nuốt vào. Nguồn gốc mà tôi đang có, sức mạnh đã lên tới 750 điểm. Ngay tại tôi đem thế giới bổn nguyên hạch tâm dung nhập tử vong thế giới. Khi chuẩn bị thay đổi thế giới, tai nạn xảy ra, dung nhập bổn nguyên hạch tâm sau tử vong thế giới. Nhưng so với lúc trước càng thêm âm trầm lạnh lẽo rất có lợi cho sự sống còn của ba con quái vật đối với sự phát triển của thế giới nhưng nó có tác dụng phụ rất lớn khí tử thần càng mạnh điều đó có nghĩa là thế giới này được sinh ra xác suất sinh linh càng nhỏ nếu không thể sinh ra sự sống những câu chuyện kỳ lạ trên thế giới không thể phát tán hiệu quả đừng nói đến việc tự phát triển điều này sẽ dẫn đến việc tôi chỉ có thể nuốt chừng những thế giới khác có thể nâng cấp đẳng cấp thế giới của mình điều đó sẽ làm giảm tốc độ nâng cấp của tôi rất nhiều dù sao cũng có tiền cũng không thể tiếp tục khiêu chiến thế giới vô chủ thật khó chịu khi nghĩ về điều đó ngay khi tôi đang suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề này kiếp trước một bộ phim thiết lập đột nhiên cho tôi gợi ý đó chính là thiết lập trong đồng hồ trong tĩnh tĩnh lĩnh trong thế giới của ngọn đồi im lặng ban ngày là thế giới bình thường đó là thế giới của những người bình thường nhưng một khi đến buổi tối nó sẽ đi vào thế giới bên trong tất cả quái vật và quỷ dữ sẽ xuất hiện mặc dù thế giới bên trong vô cùng nguy hiểm bên trong cũng có những tòa nhà đặc biệt có thể cho người bình thường sống sót nó phù hợp với con đường của thế giới chết chóc nghĩ là làm tôi ngay lập tức tập trung vào việc cải tạo thế giới mặc dù với sức mạnh hiện tại của tôi còn không thể trực tiếp thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc nhưng tôi có thể sử dụng thẻ địa hình và bản nguyên trước hết hãy tạo ra một khu vực cách ly khí tử thần sau khi sử dụng thẻ tiến hành tình huống và thẻ địa hình ngay lập tức tôi bắt đầu một nỗ lực xây dựng địa hình theo tâm niệm của tôi chuyển động thẻ địa hình cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn lực lượng thế giới đầy trời cũng bị điên cuồng hút vào trong thẻ cả thế giới chết chóc nó giống như một trận động đất mạnh cấp 10. ngay cả không gian cũng tạo ra những gợn sóng điều đó khiến tôi cảm thấy đau đầu chán lập tức chảy ra không ít mồ hôi lạnh mà ba tên quỷ dị trong thế giới tử vong cũng bị kinh động nhưng với sự an ủi của tôi bọn họ cũng rất nhanh bình tĩnh lại đồng thời vì nó liên quan đến việc thay đổi luật lệ thế giới giờ đây trong thế giới của tôi bắt đầu có những vết nứt nhỏ cốt lõi cũng bắt đầu trở nên không ổn định bên ngoài bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thế giới Nhất thời cảm thấy cả người mỏi lưng đau nhức, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi không định bỏ cuộc, vì tôi biết rõ nếu tiếp tục, điều đó sẽ khiến thế giới sụp đổ và hủy diệt. Mặc dù bây giờ là dưới sự mô phỏng của thể tiến hành tình cảnh, sau khi kết thúc vẫn không thể thay đổi sự thật này, biết rằng tôi không thể tiếp tục mở rộng. Lúc này liền định ra diện tích khu vực tân sinh lớn nhỏ, dưới sự kiểm soát của tôi, một khối đường kính 1 km khu vực rốt cục hoàn toàn thành hình và thành công trong việc viết lại một số quy tắc của thế giới với sự hình thành hoàn toàn của khu vực thế giới chết chóc cũng đang ổn định lại nhìn thấy cảnh này tôi mới thở phào nhẹ nhõm sáng sớm hôm sau còn ở trên giường tôi lại nhận được điện thoại của tình tuyết đối phương vừa mở miệng cô ấy hỏi tôi có muốn thử thách vùng đất vô chủ không mặc dù tôi không hiểu cô gái nhỏ này sao lúc nào cũng yêu tôi nhưng tôi cũng định đến hiệp hội thế giới vậy nên tôi không từ chối hai người vừa mới đến hiệp hội thế giới lại phát hiện thành chủ vương tâm hải cùng một đám ban lãnh đạo hiệp hội cũng có mặt tại hiện trường. Điều này khiến tôi tò mò, nhưng đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại từ phía sau chuyển tới. Thẩm huynh, tình tuyết mỹ nữ, người này không phải ai khác. Đúng là Diệp Long ngày hôm qua đã gặp một lần. Bên cạnh Diệp Long còn có gia chủ Diệp Thị gia tộc Diệp Nhất Thiên. Nghĩ đến những đại nhân vật bình thường khó gặp này. Hôm nay lại đồng thời đến Hiệp hội Thế giới. Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, chỉ đơn giản là chào hỏi. Tôi cùng tình tuyết liền bị Diệp Long kéo vào một gian phòng họp. Khi Diệp Long tiếp tục kể, tôi cũng biết chuyện xảy ra biến động ở tinh không hải. Vì sự xâm lăng liên tục của các chủng tộc, phong ấn thông đạo ngoài cùng mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng, Vương Tâm Hải cùng một đám thủ hộ giả tổ chức thành viên tới đây, chính là để bàn bạc giải pháp, nhưng bởi vì đẳng cấp thế giới hiện tại của tôi vẫn chưa cao, còn không tiếp xúc được dị tộc ở thế giới khác, cho nên tôi cũng không để tâm, mà là cùng Tình Tuyết Diệp Long hai người, đến cửa hàng thế giới mua thứ mình muốn, sau khi bỏ ra 480 vạn mua mấy bình bản nguyên dược tề, tôi liền một mình đi vào trong phòng, bắt đầu thay đổi thế giới một lần nữa. Tôi sẽ bắt đầu cải tạo thị trấn, chẳng mấy chốc anh đã nghĩ ra một kiểu. Những sinh vật kỳ lạ trong thị trấn, trên đầu mọc sừng, đầu còi báo động thích ngụy trang thành cột điện. Siren Head là một sinh vật siêu nhiên hình người cao 12 mét, gầy dơ xương, màu sắc giống như kim loại dì xét. Đầu là hai đài phát thanh còi báo động, loa ở đầu còi báo động có răng nanh sắc bén. Khủng bố vô cùng, Siren Head thường xuất hiện khi không có ai. Đường phố hay vùng ngoại ô, Ngụy Trang như một cột điện dựa trên môi trường xung quanh, phát đủ loại âm thanh để dụ dỗ con người bắt chết. Sau đó tôi sẽ ở trong tâm trí, trích xuất tất cả thông tin về Siren Head. Thế giới bổn nguyên chi lực bắt đầu tiêu hao, tạo thành một đám sương mù khổng lồ, trong sương mù, sinh vật hình người cao gầy từ hư đến thực, chẳng mấy chốc Siren Head hoàn toàn được tạo ra. Xin chúc mừng, chế tạo thành công đơn vị anh hùng Siren Head. Loa trên đầu hắn đã bắt đầu phát ra âm thanh xì xì. Bí ẩn và đáng sợ, hãy kiểm tra thông tin của nó. Siren Head, chất lượng hoàn hảo khả năng thứ nhất. Siêu nhân nhận thức, sức chịu đựng và nhận thức được nâng cao. Khả năng thứ hai, ngụy trang, đầu coi báo động có thể ngụy trang hoàn hảo. Thành cột điện hoặc một cái cây, khả năng thứ ba. Tấn công đặc biệt, Siren Head có thể đi qua đỉnh đầu, tiếng kèn phát ra âm thanh mạnh mẽ. Nó có thể làm cho đầu của sinh vật nổ tung ngay lập tức. Khả năng thứ tư, ký sinh trùng. Đầu coi có thể sinh sản trong cơ thể con mồi và biến đổi nó. Sau khi Siren Head chết, nó sẽ trở thành Siren Head thế hệ mới. Tôi đã rất vui mừng khi thấy khả năng của Siren Head được giới thiệu. Sau đó tạo ra một khu rừng nhỏ cho nó, mà Siren Head liền đứng ở trong rừng cây ngụy trang. Lúc này, có tiếng gõ cửa trong phòng nghỉ, mở cửa phát hiện là Tình Tuyết và Diệp Long. "Chuẩn bị gọi tôi cùng đi khiêu chiến thế giới vô chủ, Thẩm huynh, anh làm gì trong đó vậy? Chẳng lẽ ngươi đem vừa mới đổi, tất cả sức mạnh của thế giới đã được sử dụng hết?" Tôi gật đầu, "Không tệ lắm đâu, tạo ra một anh hùng." Nghe giọng điệu bình thản của tôi, Diệp Long nhịn không được nói tục một câu chết tiệt, anh hùng thật sự có dễ dàng sáng tạo như vậy sao? Cảm giác như trong thế giới của bạn giống như bắp cải. Còn tôi thì mỉm cười đi thôi, chúng ta sẽ thách thức thế giới vô chủ. Tình tuyết cùng Diệp Long gật gật đầu, sau đó liền đi tới cửa vào dụng cụ tiến vào vô chủ chi địa. Thông qua thiết bị liên kết ba người tiến vào vô chủ chi địa. Những vì sao vô tận treo trên đầu, các ngôi sao liên tục di chuyển. Xa hơn nữa còn có một đám tinh vân rực rỡ, nơi đó chính là tinh không chiến trường. Mặc dù đây là lần thứ hai tôi đến, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động thu hồi tâm thần, ba người đi đến nơi đặt thế giới vô chủ. Tôi cũng không chậm trễ, trực tiếp kết nối ý thức vào để kiểm tra sức mạnh của Siren Head. Lần này tôi chọn level 2, thế giới vô chủ thách thức, bắt đầu, với hệ thống âm thanh, hai cái thế giới bắt đầu chồng lên nhau dung hợp. Ý thức của bạn kiểm soát thế giới của tôi. Trong khoảnh khắc hòa nhập liền cảm nhận được, thách thức này là một thế giới công nghệ. Phần lớn thế giới này là sa mạc, nhưng ở trung tâm của thế giới có một thành phố lớn, khắp nơi đều sáng đèn neon máy bay kỳ lạ bay trên thành phố trái ngược hoàn toàn với sa mạc xung quanh tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra sa mạc hóa xung quanh là do thu thập tài nguyên quá mức đây chính là điểm yếu của thế giới công nghệ thế giới của tôi trong khoảnh khắc hòa nhập người của thế giới này cũng cảm nhận được ở trung tâm thành phố có một siêu máy tính trong hoạt động điên rồ rất nhanh trên màn hình lớn tính toán ra một tin nhắn vài người mặc trang phục khoa học màu trắng đứng trước màn hình họ vô cùng vui mừng khi thấy thông tin một trong những nhà nghiên cứu trẻ gọi giáo sư dương có những không gian khác kết nối với thế giới của chúng ta. Trong đó có một nguồn năng lượng đặc biệt, nếu có thể sử dụng, thế giới của chúng ta sẽ thoát khỏi sự suy tàn và diệt vong. Với một tia hy vọng trong mắt giáo sư Dương, nhưng cũng không thể khinh thường, trong không gian này rất có thể nó chứa những loài nguy hiểm chưa biết. Cử một đội chiến đấu đi trinh sát trước. Theo lệnh của giáo sư Dương, một số chiến binh trong thành phố, hãy điều khiển máy bay chiến đấu để trinh sát thế giới của tôi. Máy bay chiến đấu sẽ sớm bay trên bầu trời thế giới của tôi nơi này tràn ngập sương mù màu xám đen họ không thể nhìn thấy nó trên bầu trời cái quái gì ở dưới đó vậy vì thế chỉ có thể hạ cánh trinh sát nhưng ngay sau khi họ hạ cánh trong rừng rậm phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn chói tai và cắt liên lạc của họ trung tâm kiểm soát thành phố cũng phát hiện ra vấn đề này giáo sư dương có một tín hiệu lạ xuất hiện phá vỡ sóng liên lạc của chúng ta nếu muốn khôi phục ít nhất là nửa giờ giáo sư dương suy nghĩ một chút hãy chờ đợi nửa giờ tất cả đều có vũ khí sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng hắn không biết, nửa giờ ngắn ngủi này sẽ trở thành tu la chàng của cả tiểu đội trinh sát. Đội trinh sát đã mất liên lạc, bắt đầu nhiệm vụ theo lệnh cuối cùng. Họ đã đến khu rừng nơi vừa có một âm thanh chói tai. Ý thức của tôi theo dõi đường đi của những người này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, tôi cũng muốn kiểm tra chiến lược của Siren hết thế nào. Toàn bộ đội trinh sát này đều mặc áo giáp ngoài, trong tay cầm vũ khí đặc biệt, không thể không nói, thế giới khoa học kỹ thuật là một thế giới mạnh mẽ, đội trinh sát sẽ sớm tới đây khu vực có siren hét không có sương mù hỗn loạn ở đây sau khi họ đến gần trong rừng rậm đột nhiên có người nói chuyện không ngừng quanh quẩn đội trinh sát lập tức cảnh giác nhưng không thấy ai cả và âm thanh phát ra từ mọi hướng nhưng tiếng chuông không bao lâu ngay lập tức biến thành tiếng báo động phòng không chói tai đội trinh sát rất căng thẳng phải có một thiết bị phát ra âm thanh nào đó gần đó mắt sáng lên tìm cho tôi rất nhanh một thành viên của tiểu đội trinh sát đã nhìn thấy phía trước chẳng biết khi nào xuất hiện một giải cột điện với còi báo động. Đội viên vừa định báo cáo, nhưng lại thấy được một màn khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy hai cái loa trên cột điện đột nhiên chuyển động, giống như đang theo dõi hắn. Đồng thời bên tai hắn bắt đầu xuất hiện tiếng ù tai kỳ dị. Trong ánh mắt của hắn, hai cái kèn đột nhiên mọc răng sắc bén, để lộ ra một nụ cười tà ác, tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Các thành viên còn lại nhìn, cái nhìn này khiến toàn bộ bọn họ đều hoảng sợ. Một sinh vật cao hơn 10 mét lẳng lặng đứng đó, xoay cái đầu còi của nó, mọi người không khỏi sinh lòng sợ hãi họ chưa bao giờ thấy một sinh vật kỳ lạ như vậy bắn đi tất cả mọi người điên cuồng chụp lấy súng laser trong tay từng chùm sáng trắng bắn ra một chùm ánh sáng đập vào cây và làm tan chảy nó nhưng sau khi chúng vào siren hét như lại như trâu xuống biển trực tiếp biến mất không thấy nó không gây hại gì cả cánh tay thon dài của siren hét phớt lờ cơn mưa laser trực tiếp bắt được một tên trinh sát bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng bóp nát thiết giáp bên ngoài người bên trong càng là trực tiếp trở thành một bãi bánh thịt và trong chiếc sừng của Siren Head và lúc này phát ra một đoạn nhạc vui vẻ. Nhưng giọng nói đó không hề vui vẻ với những người này. Âm lượng lớn chói tai khiến họ, lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Khoảnh khắc ngắn ngủi, thêm vài chiến binh nữa đã chết. Trong lòng những người này càng thêm sợ hãi. Rút lui, điều khiển máy bay chiến đấu để tấn công, duy nhất còn bảo tồn phần lớn lý trí. Đội trưởng vội vàng ra lệnh, tất cả những người sống sót đều điều khiển bộ xương ngoài. Bắt đầu chạy về phía nơi họ đậu máy bay chiến đấu. Nhưng Siren Head cũng hành động ngay lập tức đôi chân thon dài bắt đầu đuổi theo, chạy thẳng tới chỗ chúng đậu máy bay chiến đấu. Mục đích là không cho họ lái máy bay chiến đấu. Đội trinh sát để sống sót, chỉ có thể vội vàng đổi tuyến đường, chạy đến khu rừng nơi Sadako đang ở, mà Siren Head vào lúc này cũng dừng bước. Tất nhiên là do ý tưởng của tôi, bây giờ sức mạnh của tên Siren Head đã được kiểm tra. Đối mặt với vũ khí chung trong thế giới công nghệ cấp 3, Siren Head hoàn toàn miễn dịch, hơn nữa thực lực cũng có thể nghiền nát bọn họ. Tất nhiên, đó chỉ là vũ khí thông thường, hệ thống trong thế giới khoa học kỹ thuật là các loại tên lửa. Mặc dù khoa học kỹ thuật của thế giới vô chủ này đã bị đứt gãy, đừng lo về vụ nổ hạt nhân, nhưng những tên lửa cường lực còn lại cũng đủ cho tôi một bình rồi, chỉ cần sửa chữa địa hình thôi, tiêu hao không ít bổn nguyên lực của thế giới. Vậy nên tôi sẽ không để đội trinh sát quay lại đó, nếu không sẽ chẳng có chỗ nào để khóc khi rước lễ cả. Và tôi đã có cách để đối phó, đó là Sadako, chuyên về thế giới công nghệ, khả năng của cô ấy là một lời nguyền điện tử. Tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo trong lòng của tôi. Tôi muốn phá hủy thành phố công nghệ từ bên trong. Đội trinh sát đã chạy đến phía trước khu rừng nơi Sadako đang ở, lúc này mới phát hiện Siren Head đã biến mất. Cảm giác áp bức sợ hãi phía sau hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, đó là sinh vật gì vậy? Đội trưởng, tiếp theo phải làm gì? Không liên lạc được với trung tâm điều khiển. Con quái vật khổng lồ bên cạnh chắc chắn đang canh giữ máy bay chiến đấu của chúng ta. Nhưng nó không theo chúng ta tới đây, ở đây có gì khác không? Đội trưởng nhìn khu rừng khô phía trước, trong lòng có chút khác thường khu rừng này hơi khác một chút, nhưng để an toàn, hay là không nên dễ dàng tiến vào, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Hãy nghĩ đến biện pháp để xem có thể dẫn con quái vật khổng lồ đó đi không. Tiểu đội và tiến vào rừng khô, nhưng điều đó không làm gián đoạn kế hoạch của tôi. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới, cho Sadako gặp đám người này. Hành động tiếp theo, chắc là đồ tể đầu heo, những người này ngồi dưới đất. Sau khi nghỉ ngơi cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu. Ngược lại trong lòng trở nên nôn nóng bất an. Đội trưởng đã nhận ra sai lầm, không khí ở đây có vấn đề. Đi thôi, đừng nghỉ ngơi ở đây nữa. Nhưng ngay khi họ vừa đứng dậy, đột nhiên bốn phía chuyển đến tiếng kêu hì hì. Trong sương mù bốn phía, một vòng ánh sáng màu xanh bao quanh họ. Mọi người lại khẩn trương cao độ, một cái gì đó đang đến. Sớm thôi, lũ lợn xuất hiện trong tầm nhìn của họ, có hàng trăm tranh trúc dày đặc. Hơn nữa trong đó có một số người cùng ma chư ánh mắt nhìn nhau. Nằm trên mặt đất phát ra tiếng heo kêu, bắn đi. Không biết là ai hô một tiếng trước, bọn họ nhao nhao bóp cò súng một loạt tia laser làm tan chảy con lợn hóa thành một làn khói đen lúc này trong lòng mọi người mới hơi thả lỏng một chút lần này xuất hiện quái vật ít nhất có thể chết nhưng sớm thôi họ không thư giãn được bao lâu một sinh vật đầu heo xuất hiện với nụ cười kỳ lạ trong tay cầm một con dao phay không nhanh không chậm miệng nói tiếng người lại có thể nhập hàng trong khoảnh khắc tên đồ tể đầu heo xuất hiện bọn họ liền không chút do dự bóp cò súng rất nhanh thân thể đồ tể đầu heo bị đánh thành cái sảng trực tiếp tê liệt ngã xuống đất thân thể hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Tất cả các trinh sát đều phấn khích, nhưng họ không vui vẻ được bao lâu. Nơi tên đồ tể đầu heo chết, mặt nạ đầu heo với nụ cười, mặt nạ cử động, phát triển khối u ác tính màu đen, giống như một quả bóng bay, trong nháy mắt liền mở rộng đến 10 mét. Điều này khiến các trinh sát họ tiếp tục bóp cỏ. Chuỗi tia laser được bắn ra, nhưng sau khi bắn chúng, nhưng chỉ làm vỡ một lớp da rất ít bên ngoài. Và khối u lớn đó quay lại vào lúc này, khuôn mặt của một người đầu heo khổng lồ xuất hiện trước mặt họ toàn bộ khối u sacoma biến thành một con lợn khổng lồ. Sau khi đồ tể đầu heo biến thành, lao thẳng về phía họ, như một chiếc xe tăng đang chạy, trực tiếp đè lên người một nhân viên trinh sát cắn xé gặm. Chẳng mấy chốc đã mất một người, lập tức kéo thân thể khổng lồ xông về phía. Một trinh sát khác, hơn nữa bọn họ không có thời gian bận tâm đến ma chư. Lại một lần nữa giảm quân số, đội trưởng tiểu đội trinh sát còn sống run rẩy nói. Chạy đi, chạy mau. Họ lập tức chạy trốn lần nữa. Đồ tể đầu heo và ma chư bắt đầu đuổi theo, và cố tình kiểm soát hướng chúng chạy trốn. Chỉ chốc lát sau họ đã chạy trốn tới căn nhà nhỏ ở Phú Giang. Đồ tể đầu heo thì ngừng truy kích, mà lúc này Phú Giang từ trong phòng nhỏ đi ra. Người của tiểu đội trinh sát lúc này nhìn thấy một người đi ra phía trước, sợ lại là quái vật quái dị gì đó, chuẩn bị bắn chết, nhưng khi họ chú ý đến vẻ ngoài của Phú Giang, trong nháy mắt đã quên sạch địch ý vừa rồi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, người phụ nữ này thật đẹp. Sớm thôi, sau đó, họ nhớ lại, đồ tể đầu heo và con heo ma thuật phía sau nhìn lại thì thấy đã biến mất, mà Phú Giang cũng vào lúc này đi tới trước mặt bọn họ. Mang theo nụ cười ngọt ngào nói, mọi người an toàn rồi, những thứ đó sẽ không đến đây, đội trinh sát còn lại chỉ còn một người. Chúng tôi an toàn chưa? Phụ nữ xinh đẹp, cô có biết những thứ đó không? Phú Giang gật đầu, họ là những sinh vật của thế giới này. Yên tâm, tôi biết con đường an toàn, tôi có thể đưa mọi người ra khỏi đây. Đội điều tra đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Phú Giang, hoàn toàn không có cảm giác kỳ quái về thân phận của Phú Giang vậy cô có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không nếu chúng ta có thể quay về chúng ta sẽ rất biết ơn chỉ cần đi qua khu rừng đó để tôi đưa mọi người đi nói xong liền đi về phía rừng rậm nơi sadako đang ở họ lập tức đuổi theo bước chân của phú giang rất nhanh liền bước vào rừng rậm của sadako khi thấy đội trưởng quay cảnh xung quanh bằng máy ghi hình phú giang đề nghị mình có thể giúp họ ghi chép lại bị phú giang mê tâm trí đội trưởng căn bản không nỡ cự tuyệt lập tức đưa máy ghi hình cho phú giang Phú Giang nhận lấy rồi lộ ra một nụ cười. Chụp ảnh từ đông sang tây, sau đó khi đi ngang qua một cái giếng khô. Chụp ảnh bên trong, thành công trong việc đưa Sadako vào. Lời nguyên điện tử bắt đầu, tiếp theo, đưa những người này ra khỏi đây, chỉ cần mang hồ sơ về, sớm thôi, dưới sự dẫn dắt của Phú Giang, họ đã ra khỏi rừng một cách an toàn, thông tin liên lạc bị gián đoạn bởi Siren Head. Sóng ngắn cũng khôi phục bình thường, đội trưởng lập tức báo cáo tình hình với trung tâm điều khiển. Các giáo sư và nhà khoa học ở trung tâm kiểm soát sau khi nghe được miêu tả của những sinh vật kỳ lạ bên trong đều là lâm vào trong khiếp sợ họ không thể chờ đợi để nghiên cứu những sinh vật đó là gì hơn nữa lần này còn mang theo một người biết những người trong đó quay lại giúp họ hiểu hơn về không gian bí ẩn này về danh tính của phú giang bởi vì tất cả các thành viên của đội trinh sát nói rằng đối phương đã cứu họ chỉ là một cô gái yếu đuối nếu có vấn đề gì thì cứ xử tử đi cho nên căn bản cũng không có để ở trong lòng máy bay chiến đấu cất cánh nhanh chóng trở về thành phố Tôi đã mỉm cười khi thấy điều đó, tượng Sadako quả mang về sẽ trở thành hạ giống hủy diệt thế giới của họ. Đội trinh sát vừa trở về thành phố, đoạn băng ghi hình đã được gửi đến giáo sư của họ. Mà Phú Giang thì được an bài ở trong một căn phòng. Tất cả các thám tử trở về, không muốn rời phòng Phú Giang. Trưởng quan sau khi nhìn thấy Phú Giang lại càng nói, quyết định ở một mình với Phú Giang, phát triển tình cảm với nhau. Trong phòng nghiên cứu, đoạn băng đã được chiếu lên màn hình lớn. Bắt đầu từ khi đội trinh sát xuống máy bay, sớm thôi hình ảnh siren hét xuất hiện trên màn hình tất cả các nhà khoa học đều hít thở không khí lạnh đây rốt cuộc là sinh vật gì lớn như vậy và đầu vẫn còn hai cái còi sẽ tạo ra đủ loại âm thanh đây có phải là robot công nghệ cao rất có thể nhưng tôi không cảm thấy chỉ là robot nó giống robot bán sinh học hơn các nhà khoa học chưa từng thấy sinh vật như siren hét nó được coi là robot sinh học hình ảnh tiếp tục phát chẳng mấy chốc đã tới chỗ đồ tể đầu heo đây là loại sinh vật gì đầu heo thân người xem nhanh nó có thể biến thành một con lợn khổng lồ nó không giống robot mặc dù họ chỉ xem video nhưng sự thay đổi của tên đồ tể đầu heo và bộ dạng ăn thịt người hay mang đến cho họ một nỗi sợ hãi lớn nhưng bọn họ đã kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng chuẩn bị tiếp tục xem sớm thôi họ đã thấy phú giang và đội điều tra gặp nhau mặc dù chỉ là video nhưng cái nhìn đầu tiên về phú giang trong số các nhà nghiên cứu ngoài phụ nữ toàn bộ đều không khỏi phát ra cảm thán cô gái này thật xinh đẹp hoàn hảo phù hợp với ảo tưởng của mình về nửa kia. Các nhà nghiên cứu nữ đặt câu hỏi, sự xuất hiện của cô ấy thật đáng ngờ. Sao có thể sống một mình ở một nơi như thế này? Nhưng các nhà nghiên cứu nam đã giải thích cho cô ấy. Đây rõ ràng là một cô gái yếu đuối, có gì đáng ngờ đâu. Hơn nữa tiểu đội điều tra có thể thoát khỏi nơi đó cũng là dựa vào cô ấy. Nhà nghiên cứu nam, anh một lời tôi một câu, tất cả nói thay cho Phú Giang. Các nhà nghiên cứu cảm thấy rằng tất cả họ đều hơi bất thường. Nhưng suy nghĩ một chút, một thiếu nữ có thể gặp nguy hiểm gì? theo báo cáo của các điều tra viên họ cũng gặp những chuyện như vậy những hình ảnh sau đây sẽ không còn thông tin hữu ích nào nữa nhưng ngay khi họ chuẩn bị đóng cửa đột nhiên hình ảnh trong đoạn phim chớp động xuất hiện một thanh màu đen và nhanh chóng lấp lánh thành bông tuyết phát ra âm thanh xì xèo màn hình bông tuyết lại nhấp nháy một viễn cảnh xuất hiện đây là một khu rừng khô đen trắng chính giữa hình ảnh nhắm ngay một cái giếng khô tất cả các nhà nghiên cứu đều bối rối sao trong máy ghi hình lại có hình ảnh như vậy nhưng họ vẫn tiếp tục xem xem có phát hiện gì khác không nhưng vào lúc này cái miệng giếng chết kia đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay với móng tay nhọn dường như có thứ gì đó đang bỏ ra khỏi giếng khô tất cả đều bị cuốn hút bởi hình ảnh không tự chủ được ngừng thở ngay khi họ nghĩ rằng hình ảnh tiếp theo chắc chắn là có thứ gì đó đang bỏ ra màn hình đột nhiên lóe lên tóc tai bù xù cô gái áo trắng che mặt đột nhiên xuất hiện ngay giữa màn hình tất cả các nhà nghiên cứu đều bị sốc tự y nữ tử từ từng bước từng bước hướng phía trước di động cứ mỗi bước di chuyển rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một vị trí xa hơn. Mà hình ảnh cũng theo nữ tử áo trắng không ngừng kéo lớn. Sớm thôi, toàn bộ hình ảnh chỉ còn lại cô gái áo trắng. Hơn nữa chuyển đến tiếng cười quái dị thê lương. Trong phòng không ngừng quanh quần, tất cả các nhà nghiên cứu đều bị cảm lạnh. Trong thoáng chốc, cảm giác nữ tử áo trắng trong hình ảnh này liền. Đứng trước mặt họ như người thật, điều khiến họ sợ hãi hơn là cô gái áo trắng tự nhiên ở trước mặt mọi người, bò ra từ màn hình lớn.